gửi tin bạc hàng về cho tất cả các tình yêu 300 set nha. Hàng về liên tục hả? Cho các tình yêu chiến nè, trong Tết và qua Tết nha. Vì hàng này hàng nội địa Trung nên là uy vải về nè, cho tất cả các tình yêu chiến nè. Chứ là bên Trung họ ăn Tết lâu lắm đó, ăn Tết cả cả tháng luôn nên là uy sợ là không có đủ hàng cho mọi người. Đó, nếu mà hàng cháy hết không có thì mình phải về tiếp tục cho mọi người 300 set cho mọi người nha, ra hộ chiến nha. Bây giờ mình lên đường hết 100 set rồi nha mọi người. Em quay về thêm 300 set bị tinh bạch đó cho các tình yêu chiến nha, chiến qua Tết nha. Vì hàng này là hàng nội địa Trung, Uy xin nhắc lại, nên là bên Trung họ ăn Tết rất là lâu ha. À, nên là Uy phải tranh thủ về hàng liên tục, về hàng sớm cho các tình yêu nè, trữ sẵn hàng nè cho các tình yêu chiến nha, qua Tết luôn nha. Đó, Uy đảm bảo ha, khi mà qua Tết rồi á là không có hàng đâu, nên Uy phải trữ sẵn nè 300 set thì tinh bạch ngày đêm nha mọi người. Hủ đơn hủ đôi gì bên Uy cũng có sẵn nha, các tình yêu tranh thủ hốt hàng nha. Đó, hốt hàng với tình Uy nha, chứ là bên Trung họ ăn Tết rất là lâu nên là sợ sẽ không có hàng. Đó, cho các tình yêu Uy phải trữ nè 300 set nha. Đó, hàng về tiếp tục cho các tình yêu, nhanh tay lên đơn nha. Đó, để không có hàng nha. Cảm ơn tất cả các tình yêu đã luôn ủng hộ sản phẩm.